谁给我把关这天命，谁一再犯错没旁证，残忍到没一丝表情，用翻版真诚掩眼睛。若最后成败掌握在一瞬间，尽快地行动找真相，没时间。是这份默契，热血共承担走过关。让破绽情意消失在一秒间，极细极微妙都不算看流眼。渡过着难关，造就美丽人生，成为绝版。Anh đã lấy bưu phẩm giùm em rồi, có cần mua thức ăn cho em không? Không cần đâu, em không muốn ăn. Sao giọng của em lạ vậy, em không khỏe hả? Tháng nào cũng có mấy ngày như vậy thôi, em quen rồi, nghỉ một lát sẽ không sao nữa. Lát nữa gửi địa chỉ cho anh. Cũng được, vậy em nghỉ ngơi đi ha, lát nữa gặp. Ông chủ, có thuốc giảm đau do đau bụng kinh hôn vậy? Có, đây, loại này giảm đau nhanh nhất nè. Ông chủ nhiêu tiền vậy? 50 đô. Sư phụ, sao tình cờ vậy? Mua băng vệ sinh sao? Tự mình xài đi. Em mua cho người nhà thôi. Cảm ơn nha, chứ không làm phiền anh. Ủa sư phụ, sao tình cờ vậy? Cậu theo dõi tôi hả? Đâu có, em ở khu này mà. Khu này, nhà của cậu. Phải. Vô trong mới nói đi. Đi đi. Cậu Diệp. Chào ông. Anh cũng ở đây hả? Sư phụ, anh lên tầng mấy? Còn cậu? Em bấm rồi. Em bấm luôn giùm anh. Bấm rồi. Thế gian này sao trùng hợp dữ vậy? Thiệt tình một tầng 4 căn. Anh ở căn nào? Còn cậu? Em ở C. C hả? C cũng tốt à. Sư phụ, có khi nào ở căn hộ bên kia không? Hải quan Hồng Kông tuyệt đối không bao giờ phỏng tay trên của Hải quan Hồng Kông. Anh nói gì vậy? Nè. Nè, bây giờ tôi nói cậu biết nha. Bây giờ cậu có quyền giữ im lặng, cậu không có quyền lựa chọn nói hay là không nói, cậu nói đi. Nói gì vậy sư phụ, buông em ra trước đi. Nè, anh làm gì vậy? Em quan tâm thằng bồ nhí này vậy sao? Bồ nhí gì chứ, nó là em của em đó. Vai của cậu có chút viêm nhiễm, bạch huyết cầu có chút tắc nghẽn, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi phải không? Nè sư phụ, anh coi đi ha. Ba má và chị hai của em vốn dĩ sống ở Thâm Thủy Bộ mà. Bây giờ thấy phải đi làm ở tổng bộ Bắc Giác nên dọn tới đây ở với chị hai thôi. Làm cho anh hiểu lầm, xin lỗi nghe. Xin lỗi cái gì chứ, người phải xin lỗi là anh mới đúng. Ở đây không quan nghênh anh. Không phải, anh xin lỗi tại anh hiểu lầm. Hiểu lầm? Một câu hiểu lầm anh muốn giết người cũng được rồi. Suy nghĩ ô uế, nghĩ toàn những chuyện xấu. Em và em trai em giống tình nhân chỗ nào? Anh cũng vì lo cho em thôi. Ê, chị hai đừng trách sư phụ nữa. Anh chỉ lo cho chị thôi mà. Chị nghĩ coi, bên cạnh của chị có một thanh niên đẹp trai giống như em. Anh lo cũng là bình thường thôi phải không? Nè, tình yêu thôi mà. Yêu cái gì chứ? Người chị yêu đâu có nhỏ mọn như vậy. Chị và anh là đồng nghiệp, cùng lắm là bạn thôi. Bạn hả? Chúng ta Tết Trung Thu, lễ Giáng sinh, tiết Du Lan cũng cùng bên nhau mà nói là bạn sao? Vậy chúng ta còn vừa nắm tay vừa hôn còn... Nắm tay nhau đã là tình nhân rồi phải không? Em ra đường thấy mấy ông lão đứng không vững, em cũng bước tới nắm tay họ dịnh họ mà thôi. Không lẽ em giỏng quen nhau sao? Ây da, đau bụng quá. Chắc tại cái kem hồi nãy không được khỏe. Em đi vệ sinh cái nha.
Tức là bây giờ em đang nói chúng ta không phải đang quen nhau hay sao? Trong phim Hàn, nhân vật nam sẽ tỏ tình với nhân vật nữ, sau đó mới được gọi là quen nhau. Ở trong phim Hàn, nhân vật nam vừa tỏ tình xong thì bị ung thư chết, nhân vật nữ thì bị xe đụng. Anh đừng có chà đạp nhân vật nam nữ của em như vậy. Anh không phải chà đạp họ đâu, anh chỉ muốn hỏi bây giờ chúng ta nên gọi là quan hệ như thế nào đây. Lúc nãy em nói rồi đó, bạn bè thôi. Vậy bạn bè ha, em nói với em của em một tiếng xin lỗi giùm cho anh đi. Bưu phẩm đó anh đã lấy giùm cho em rồi. Còn thuốc giảm đau này anh đã mua cho bạn của anh, tức là em đó. Đừng để bụng trống uống nha. Tạm biệt. Sư phụ đi rồi hả? Thì muốn đi làm sao mà giữ được, mà kệ ảnh đi. Sao lại biến vấn đề nhỏ nhặt thành vấn đề to lớn vậy chứ? Lúc nãy anh đối xử với em như vậy, chị không giận mới lạ đó. Chị muốn giận thì giận em đi. Tại vì em ích kỷ, em không muốn mọi người trong công ty biết quan hệ của em và chị mới ra nông nỗi này. Chị biết là anh đã hiểu lầm, cho nên chị mới kêu ảnh mang đồ tới đây để anh biết chúng ta là hai chị em. Ai ngờ anh mất hết kiểm soát. Chị đã đau lắm rồi, ảnh còn chọc giận chị nữa. Thì ra từ đầu chị đã biết là anh hiểu lầm rồi. Hai người lén lúc quen nhau thì nói cho em biết đi, lần sau em biết em sẽ né tránh. Nè, không có lén quen nhau gì hết. Ảnh chưa tỏ tình với chị, cùng lắm chỉ là mập mờ, không có quen nhau. Chị hai à, chị cũng biết sư phụ là đàn ông tốt, đừng phá ảnh nữa. Lúc nãy em ở trong đó nghe được, chị nói muốn làm nhân vật nữ trong phim Hàn, muốn sư phụ là bập ba sao được chứ. Thực tế một chút xíu đi. Trước giờ em cũng biết chị rất cương quyết trong chuyện này mà. Tóm lại, ngày nào ảnh không tỏ tình với chị, cả hai cũng không được gọi là quen nhau. Ừ. Em có biết không, vào ngày tuyết rơi đầu mùa đó, nếu như tỏ tình với người mình yêu, cuộc tình đó sẽ nhận được sự chúc phúc. Chị đã không có mong muốn gì rồi, vậy cũng... Đi đâu rồi? Hả? Được rồi, hiểu rồi. Cái thằng quỷ này lại như vậy. Bây giờ cô không bị rỉ máu nữa, chúng tôi cũng nhìn thấy tình trạng của thai nhi rất ổn định, trưởng thành cũng rất lý tưởng, có thể hoạt động bình thường rồi, nhưng đương nhiên không thể lao lực quá. Ừ, được, cảm ơn bác sĩ. Nè, vậy anh phụ trách nói với Thím Hải nha. Lúc nãy má gọi điện tới, anh nói với má rồi, má biết là em không sao, má cũng yên tâm, tối nay sẽ về nhà không cần ngủ ở đó nữa. À, vậy thì hay lắm, chúng ta cảm thấy thoải mái, Thím Hải cũng cảm thấy thoải mái. Dạo này ba không có ở bên cạnh má, giống như trẻ mồ côi vậy, ngày nào cũng ăn cơm hộp, má cũng xót lắm đó. Lỗi cũng tại em. Em đâu có lỗi, em tốt lắm, nhưng mà anh cũng tốt lắm, vừa phải quan tâm cảm xúc của em, vừa quan tâm cảm xúc của má, còn phải quan tâm cảm xúc của ca sần, có phần thưởng không? À, thưởng cho anh. Thưởng cái gì hả? Tối nay có thể. Tối nay sao? Sao hả? Chơi game. Chơi game thôi sao? Anh muốn gì chứ? À, xem. Tình cờ vậy, gặp hai người ở đây. Đưa cổ tới khám thai thôi, đương nhiên là ở đây rồi. Cậu ở đây mới thấy lạ đó, làm gì vậy? Sao rồi, khám thai tốt chứ? Ok, có thể đi làm rồi. Nếu gì tốt rồi, nhưng mà cũng phải cẩn thận đó, theo sát chú nha. Ai cần cậu dạy chứ. Nè, mua qua như vậy thăm bạn nào đây? Con gái hả? Anh bị bệnh, tôi cũng có mua qua thăm anh mà. Cậu chặn họng tôi hả? Đừng bắt người ta chờ lâu quá, mệt rồi, đi nha, bye. Kỳ lạ khó hiểu. Bơm tới rồi, hải quan có hỉ. Ấy, sao nói không làm, nhưng làm cũng tốt, nhộn nhịp lắm. Phải, lần đầu tiên tôi nhận được quả bom màu đỏ, rất mong đợi, rất cô vui vẻ. Cô chờ đợi tối hôm đó chú say xếp phong thôi, có phải gì không? Nè, anh nói thôi nha, không liên quan đến tôi. Chú Bơ, xin chào. Có đọc tin nhắn của xếp phong không? Đọc rồi, cuối cùng xếp phong cũng phải làm chú rể, cũng làm người ta vui vẻ lắm, có phải không chú Bơ? Hả? Phải. Quái, không hiểu tại sao madam sắp đám cưới, trong lòng em thực sự giống như chị em sắp lấy chồng vậy. Hôm nay nhiều việc làm lắm, đi nhanh lên. Làm ơn chờ chút. Cô hai. Cô hai, vô đi.
đông quá, không cần đâu. Không sao đâu, có hai còn chỗ mà, vô đi. Thì đó, sắp tới IPAB chúng tôi và TCB của mọi người làm xui dạ rồi, chúng ta là người một nhà mà. Nói rất đúng. Chính vì người một nhà cho nên không cần khách sáo, chúng ta đi chuyến sau. Đóng cửa. Mọi người nhận được tin nhắn của tôi rồi phải không? Chúc mừng sếp Phong. Chúc mừng sếp Phong. Cảm ơn cậu. Phải rồi sếp Phong, đám cưới có cần giúp đỡ gì cứ lên tiếng. Tới lúc đó có mặt là được rồi. Không được, chúng tôi nhất định phải gửi quà tới. Chuyện đó cũng đúng. Lúc nãy anh mới nói tối nay phải hạ gục sếp Phong. Tôi nói hồi nào chứ, tôi nói hạ gục cô thôi. Rõ ràng lúc nãy đã nói trong thang máy mà. Tôi nói hạ gục cổ thôi. Tới lúc đó tranh thủ tới sớm uống vài ly ha. Chuyện đó nhất định rồi, nhưng mà anh phải nhớ anh tự nói đó nghe. Tôi nghe không nhầm. Cứu tôi với. Chú Bưu, xin lỗi, tôi không đi ăn trưa. Cảm ơn. Vậy lát nữa ăn trưa tôi mời. Yes. Bây giờ làm việc trước đi. Yes, madam. Xin lỗi, tôi không đi ăn trưa. Xin lỗi, tôi cũng không thể đi ăn trưa. Lát nữa cậu mau giải quyết đi, có biết chưa? Nhanh lắm. Tất cả nghe đi, chuẩn bị chút nữa họp, tranh thủ ăn cơm, sau đó theo tôi ra ngoài hành động. Yes, madam. Madam à, sếp Phong có hẹn với chúng tôi lát nữa đi ăn trưa phát thiệp đó. Madam à, chúng tôi xuống dưới lấy thiệp, sẽ quay lại lập tức. Tự mình tranh thủ thời gian đi. Cảm ơn madam. Cảm ơn madam. Sếp Phong và Madam Quang đám cưới với nhau, tức là tân hôn hải quan hữu danh kỳ thị rồi. Cặp đôi sáng chói nhất của hải quan, đúng là ngưỡng mộ thiệt đó. Lần trước đó tôi gặp họ ở canteen, tôi cũng cảm thấy họ xứng đôi lắm. Ê, sếp Phong là một nhóm mới kìa. Vậy sao? Chà, coi bộ đông người lắm đó. Chị Hai, em đi mua món chị thích ăn nhất đem tới, đợi em nha. Chú Bưu, anh có chuyện. Tử Long này nhất định nghĩa bất dung từ. Đợi tôi. Sao em không đi ăn trưa? Sao anh cũng không đi ăn trưa? Anh sợ em gặp anh sẽ chướng mắt thôi. Em cảm thấy anh nhìn thấy em sẽ chướng mắt thôi. Đâu có bao giờ vậy, lý nào lại nghĩ như vậy chứ. Vậy anh làm gì ở đây? Thì anh đi ngang rồi sau đó gặp em thôi. Ok, vậy đi nha. Nè, đâu có cần tuyệt tình như vậy chứ. Chúng ta gặp mặt nhau rồi, coi như là có duyên. Em nghĩ là anh không có gì nói với em thôi. Lý nào anh không nói chuyện với em chứ. Trên đời này anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi hả? Vậy anh muốn nói gì? Nói nhảm thì khỏi đi. Ồ, vậy thì chắc chắn là nói nhảm rồi. Anh yêu em biết rõ mà. Vấn đề là lý trí của bản thân anh cũng không thể chấp nhận em lại có thể yêu anh đó. Tức là anh đâu có ngờ một đóa hoa tươi giống như em vậy đồng ý cắm trên người của anh chứ. Cho nên anh mới sợ. Nên khi chúng ta nắm tay, anh không dám hỏi em chúng ta có được gọi là quen nhau không, em có phải là bạn gái của anh không. Bởi vì anh sợ thôi, quyền ảo quá đi. Tức là bây giờ anh đang tỏ tình với em sao? Anh biết anh còn thiếu một thứ phải không? Anh nhớ gần đây có một tiệm hoa, để anh hỏi họ có giao hàng hay không nha. Không cần đâu. Hay là hỏi họ coi có hoa hồng xanh không. Làm ơn tránh ra đi. Đừng có cản trở nữa. Hai người đang cản trở thì đúng hơn đó. Nè, đây là chỗ công cộng mà, chúng tôi cản trở anh hồi nào chứ? Chúng tôi đã xin phép quay phim ở đây rồi. Xin lỗi. Chúng tôi đã mướn chỗ quay quảng cáo rồi. Làm ơn nép qua bên giùm ha. Xin lỗi nha. Mọi người làm lại lần nữa, máy làm tuyết chuẩn bị.
chúng ta có được gọi là quen nhau không? Anh có được gọi là bạn trai của em không vậy? Nè, anh chị đằng kia, hai người chưa chịu đi nữa, cản trở quá. Nè. Hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Thật ra em cũng có lỗi phần nào. Lần trước em làm trúng tay, em thấy anh lo lắng cho em, em lại muốn anh lo cho em hơn nữa, cho nên cố tình đọc xong không trả lời. Nhưng sau đó em cũng định giải thích lại với anh. Anh biết Theo có nói với anh nên em mới cố tình cho anh mang bưu phẩm tới nhà của em chứ gì. Thì đó, ai ngờ anh... Ai ngờ anh lại khóa trái. Anh quan tâm mà, anh lo lắng mà, anh đâu có biết đó là em trai của em đâu. Vậy thì coi như anh có sai, em cũng có phần không đúng. Không không không, từ nay chỉ có anh sai, còn em mãi mãi là đúng ha. Khoan đã, lúc nãy chúng ta tình cờ gặp nhau thật sao? Đúng lúc anh tình cờ đi ngang rồi sau đó gặp em. Đúng, sao em định ngoài trời gió lớn quá không muốn ra ngoài rồi, nhưng mà Keo cứ kêu em ra. Anh cũng không có định ra ngoài, tại Tử Long cứ kêu anh ra thôi. Ngạc nhiên chứ. Bất ngờ không? Cái thằng quỷ này. Có bất ngờ hay không hả? Lúc nãy người ta quay quảng cáo làm tuyết rơi như vậy cũng do mọi người tạo ra hả? Bản thân tụi em chỉ muốn tạo cảnh lời tỏ tình sau tuyết rơi mà chị thích thôi. Còn chuẩn bị thêm giấy dụng để giả làm tuyết rơi đó. Khó khăn lắm em mới mượn được quạt máy và cầu thang về, chuẩn bị làm hiệu ứng tuyết rơi đó. Vậy lúc nãy... Lúc nãy đúng là có người tình cờ quay quảng cáo ở đó thiệt. Cũng thật sự đúng lúc có máy làm tuyết ở chỗ đó thôi. Hoàn toàn tạo được hiệu ứng mà sếp Phong và Madame Quang muốn chúng tôi phải làm đó. Họ đúng là tiên tri. Nè, Madame Quang và sếp Phong cũng đã có lệnh rồi. Họ nói tạm dừng phát thiệp, giải quyết hai người trước. Đừng có chỉ em nha, em không liên quan. Trước ngày hôm nay đúng là chỉ có Madame Quang biết chúng ta là quan hệ chị em thôi. Còn quan hệ mờ ám với chị và sư phụ, em không có khai ra. Ê, đừng có quan tâm chuyện đó. Sếp Phong với Madame Quang có phải tiên tri không cũng được. Sao tự nhiên trên trời có tuyết rơi được chứ. Quan trọng nhất là cuối cùng hai người vui vẻ. Nè, nhanh lên đi, cho tụi mình báo cáo đó. Tôi phải cùng với Sky đi hành động. Lại đây. Chuẩn bị 1, 2, 3. Em nhìn mặt chú Bưu đi, coi ảnh cười tới nỗi làm như trúng số độc đắc vậy. Nè, hôm anh đám cưới có thể cười nụ cười này không? Em không nói anh cũng làm vậy. Nụ cười đó chỉ là trúng 30 triệu thôi mà, còn anh ít nhất cũng phải trúng 300 triệu. Nè, sao em tài giỏi biết rõ vậy? Nhìn thấy bọn họ có mờ ám. Ý, có chuyện đúng hơn. Cũng là một câu thôi. Những chuyện giác quan thứ 6 của phụ nữ rất khó mô tả cho anh nghe. Nè, đàn ông tụi anh không cần nói giác quan thứ 6, chỉ nói bằng chứng cụ thể. Tự nhiên chú Bưu thích chơi trò mua qua mạng, lại còn cùng cô hai sưu tầm phiếu. Em nghĩ coi hai người đó có phải có chuyện không? Vậy sao cũng được. Em cũng mừng cho họ lắm. Đương nhiên là vui rồi. Bây giờ tiêu điểm của cả tòa nhà đổ dồn vào họ. Còn chúng ta thì... Madame. Sandwich trứng cà chua cho cô nè. Cảm ơn. Với lại cà phê... Nè, cà phê đâu? Có chuyện gì mà tức cười vậy? Madame, có lẽ cô cũng sắp nhận được rồi. Cũng xứng lắm. Từ khi Madame Quang và sếp Phong tuyên bố tin mừng, toàn bộ tổng bộ giống như là hiệu ứng dopamine vậy đó. Mã Bưu với cô hai, ngoài ra còn mấy cặp đã công bố quen nhau rồi. IPIB và TCB vui càng thêm vui. Không biết chừng nào DIC của chúng ta có tình vui. Nhưng mà hình như tất cả chúng ta đều có chỗ rồi đó. Nè anh nè, tôi nè. Chúng ta đừng làm phiền Madame ăn uống nữa. Ra ngoài đi Madame, ra ngoài trước. Ra ngoài trước nha Madame. Bận tới bây giờ mới ăn trưa. Còn em, bận mấy cũng phải ăn. Chuẩn bị ăn.
không ngờ lại ăn giống như anh vậy. Tổ hành động linh kiện xe hơi nhái nhãn hiệu. Xin chào chị Ada. Xin chào, sao sớm vậy sếp Trừng? Hơi sớm một chút. Tay của anh cầm sắp giấy dày như vậy, không giống như hơi sớm một chút. Không lẽ mới 6 giờ đã tới rồi sao? À, tôi lại nói trúng rồi. Tôi thấy hôm nay mọi người đi hành động, cho nên tôi tới đây để chuẩn bị trước đó mà. Cố gắng lên sếp Trừng. Nè. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Làm gì vậy? Báo thức cậu thôi. Cậu coi mơ mơ màng màng như vậy, tỉnh táo lên đi. Cậu coi Phi Phi với Trang làm có tinh lành không? Cậu đúng là hơi suy đó. Sư phụ à, chúng ta canh chừng ngày đêm, anh hiểu mà. Ê, cũng không thể nói như vậy đâu. Cậu hỏi Chịch Xạ đi. Lúc cậu còn trẻ, không chỉ canh chừng ngày đêm, cậu thêm canh chừng suốt năm cũng trẻ trung dễ thương. Anh đừng nói tôi nữa chú Bưu. Anh nhìn mặt của anh đi, mới thức mấy bữa tệ như vậy, coi chừng có hai bỏ anh đó. Có hai chọn tôi là do cô thích làn da của tôi tệ thôi. Ngày nào chị của em cũng đắp mặt nạ hết, sở thích đó. Ai, cuộc sống thức khuya thức hôm này, đặc biệt được người ta thương. Thương cái gì chứ? Má tôi nói tôi dạo này không thương má cho lắm, bởi vì tôi không có thời gian ăn cơm với má. Ờ, phải đó anh Tử Long, anh ở đồn môn xa lắm nha. Tôi cũng ở đồn môn vậy, thê thảm lắm. Chết rồi, nghẹt mũi rồi. Có phải là sổ mũi rồi không? Tối qua có một cơn mưa, có phải em bị cảm lạnh trong lúc làm việc không? Chắc là vậy đó, bệnh rồi. Ôi trời ơi, cơ bộ sức thần cũng cố sức lắm đó. Nhìn lại mọi người đi, giống như chỉ còn lại nửa mạng sống vậy đó. Lần đầu tiên sếp Trần chỉ huy, gái nào chúng ta cũng phải ủng hộ ảnh chứ. Nhưng cậu ta đã rất nổi tiếng rồi, được lên bảng vàng rồi. Nghe nói cậu ta là thanh tra thực tập trẻ tuổi nhất được chỉ huy trong lịch sử đó. Đừng nói là tôi nói nha, con người của sếp Trần ấy, cũng giống như Madame Ôn vậy, cũng rất là cố gắng. Thật ra cậu ta là người khổ nhất, tối qua cậu ta về trễ nhất. Nghe nói sáng nay chưa tới 6 giờ đã tới chuẩn bị công việc để hành động rồi. Trời ơi, vậy thì cơ bộ sẽ có cơ hội thành nhất ca trẻ tuổi nhất trong lịch sử hải quan Hồng Kông rồi đó. Tôi nghĩ bản thân cậu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà theo cậu ta làm việc á, cũng sẽ cực khổ lắm đó. Cũng không thể nói là vậy. Cùng lắm thì tôi sẽ cắm trại văn phòng hải quan thôi. Bởi vì cái gì? Hải quan là nhà của tôi mà. K.O. anh nói đúng lắm đó. Cắm trại hả? Cậu nói cũng thoải mái thiệt nha. Thấy chưa? Nè, anh có sao không vậy? Ờ, tôi không sao. Khăn giấy nè, khăn giấy. Cảm ơn Phi Phi. Giữ xài đi ha. Ờ, cảm ơn. Xin chào Ada. Xin chào sếp Phong. Ha, mấy người đó tệ thiệt, đi làm trễ hơn anh rồi. Ờ, tối qua mọi người về khuya, trễ một chút cũng được. Nhưng có một người trời chưa sáng, 6 giờ đã tới rồi. Xin chào sếp Phong. Xin chào. Hồ sơ để trên bàn của sếp. Cảm ơn. Thanh niên đúng là khác hẳn. Cô cũng vậy. Xin chào. Chào sếp Phong, tìm tôi có chuyện hả? Đệ tử của cậu siêng năng lắm. À, lần đầu khi tôi chỉ huy cũng giống vậy thôi. Tuyến thượng thận tăng cao, tốt lắm, khả năng tập trung và phán đoán cũng cao. Có coi lại bài vở của cậu ta không? Có đúng không? Thông tin đầy đủ lắm, có thể thấy đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cũng là câu chuyện đó, có lúc Lâm Trận mới nói. Yên tâm đi, tuy cậu ta chỉ huy thôi, cậu ta có chuyện gì tôi sẽ coi chừng. Có cậu ở đây tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn có người lót đường cho cậu ta. Tôi sợ tôi quyết định giao cho cậu ta chỉ huy là sai. Nói thiệt nha sếp Phong, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy sếp có quyết định sai lầm. Như vậy mới sợ chứ. Vậy tôi không thể giúp anh rồi. Vô hợp rồi hãy tính. Ok. Gia Hưng. Dạ. Hôm nay cậu chỉ huy, ngồi chỗ của tôi đi. Dạ biết sếp Phong. Các vị, mục tiêu hành động của ngày hôm nay là gara Quy Hùng. Chủ gara là Tào Kiền Quy. Gara này của ông ta đã mở được khoảng 3 tháng nay, đã có nhiều người khiếu nại. Mỗi lần khiếu nại đều trôi vào quên lãng. Rất nhiều khổ chủ than thở trên mạng, nói gara này là trá hình. Tuy chỉ mới có 3 tháng, nhưng mà cũng giống như là tội phạm lâu năm. Tiếp tục đi. Tôi đã nói chuyện với một trong những người khiếu nại, lấy thêm thông tin. Trên cơ bản, có thể khẳng định gara này có điều mờ ám.
Ông ta tự xưng là dùng linh kiện chính hãng để mà sửa chữa, nhưng mà trên thực tế là dùng hàng giả mạo. Dựa theo sự theo dõi trong suốt mấy ngày nay, tôi đã nắm bắt được cách thức hoạt động thường ngày của ông ta. Cộng thêm tôi và Keo đi dăng bẫy mọi thông tin. Phải, tôi giả làm người mới, không biết gì, đang lái xe xịn ra qua sử dụng, nói là muốn thay ác quy chính hãng. Hỏi giá cả của họ, họ nói rẻ hơn bên ngoài một nửa, đáng nghi vô cùng. Ông chủ nói rõ ông ta có đường dây để mà nhập hàng, cho nên mới rẻ như vậy. Ông ta còn nói với tôi, nói hôm nay hàng về, kêu tôi lập tức lái xe tới đó. Cho nên tôi quyết định, hôm nay sẽ hành động. Liên lạc với người sở hữu thương hiệu chưa? Liên lạc rồi, tôi sẽ mời người đó tới hiện trường kiểm chứng ngay lập tức. Bây giờ nói về hành động hôm nay và sắp xếp nhân sự. Trước cửa gara Huy Hùng không thể đậu xe được, cho nên tổ A, sếp Phong, sếp Trương và Tử Long sẽ đậu ở vị trí trước một chút. Tổ B, chú Bưu và Tasha thì đợi người sở hữu thương hiệu tới. Tôi và Keo sẽ trực tiếp bước vào gara, giữ liên lạc với mọi người. Khi có thời cơ, tôi sẽ kêu action. Yes sir. Sếp Phong, sếp Trương, tôi giải thích hành động này có rõ ràng không? Có thiếu sót gì hay không? Sư phụ nghĩ sao? Tôi thì không có kén chọn, nhưng phải nhớ, kế hoạch là chết, phản ứng lâm trận mới là quan trọng. Dạ biết. Tốt. Ừ, ok. Tới nơi thấy thật hư đi. Ok, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau xuất phát. Yes sir. Gara Quy Hùng. À, chào hai ông chủ, nhận ra hai người rồi, muốn thay ác quy có phải không? Phải đó ông chủ, ông nói hôm nay có hẹn kia mà. À, phải, nhưng mà... Nhưng mà, không lẽ không có sao, bắt chúng tôi đi thêm một lần hả? Yên tâm đi, tôi đã nói là hàng chuẩn bị tới, mới gọi tới thôi, nó quẹo khúc cua là tới rồi, đợi lát đi. Đợi chứ, hàng của ông rẻ hơn chính hãng gần một nửa giá, đương nhiên phải đợi rồi. Hàng của tôi rẻ vô cùng, nè, lính mới như hai người không biết chơi cho lắm đâu, nhưng đừng phải tìm một gara đáng tin cậy mới được chứ. Sau này xe có chiếc đầu sổ mũi gì á, cứ đem tới, tôi giải quyết giùm cho hai người. Vậy làm phiền ông gì? Ác quy sắp tới rồi, vô trong phòng ngồi đợi đi. Cũng được, cảm ơn ông nha. Cũng giỏi lắm, nắm bắt được thời gian hành động, lấy quyền chủ động trước, được lắm. Sếp Trần bình tĩnh lắm, trái lại ánh mắt của Keo hơi lơ lửng, không được tự nhiên. Bình tĩnh xuất phát từ tự tin, đó là ưu điểm lớn nhất của Yahoo. Sếp Phong, người sở hữu thương hiệu đã tới rồi. Tốt. Nè, tới trước cửa rồi. Có chiếc xe tải van hình như muốn quẹo vô gara Huy Hùng. Tất cả sẵn sàng. Chiếc xe đã chạy rồi, không có khả nghi. Tất cả tiếp tục theo dõi. Hai vị, ác quy tới rồi. Hàng chính hãng, ác quy Edward, nhập khẩu Đức. Nếu có vấn đề gì á, tôi sẽ kêu người làm giùm cậu. Cũng được. Không phải lấp hơi lâu hay không? Nhanh lắm, đợi lát ha. Cảm ơn nhiều. Ờ, được rồi. Cảm ơn. Rõ ràng đằng sau gara không có xe xuống. Tại sao tạo kiện quy là có ác quy mới nhập? Chú Bưu à, lập tức lái xe ra đường phía sau gara coi tình hình thế nào. Dạ rõ. Sếp Phong, chiếc xe lúc nãy chạy ngang, đậu ở đường phía sau trước cửa một tiệm gara tên là Nhân Ký. Gara đó đã hạ cửa, không có buôn bán. Nhưng tài xế lại quay trở ra, còn lái xe chạy đi nữa. Tôi nghi ngờ chỗ này có kết nối với gara Nhân Ký ở phía sau mà chú Bưu vừa nói. Cậu vô trong coi giùm tôi đi. Nghe rõ. Ông chủ à, xin lỗi nha, đau bụng quá. Cho hỏi có nhà vệ sinh không? Đằng trước quẹo trái. Cảm ơn.
Ê, xong hết rồi. Vậy thì hay lắm. Hãy qua Hồng Kông. Năm nay trước tháng 3, ác quy chính hãng của chúng tôi có dán một tem chống hàng giả mã code màu xanh trên đó. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, chúng tôi đã chuyển tem chống hàng giả này thành màu đỏ rồi. Lúc nãy tôi kiểm tra ngày sản xuất của ác quy là tháng 5, cho nên chúng tôi có chứng cứ chứng minh ác quy này là hàng giả mạo. Cảm ơn nhiều. Hàng của chúng tôi không phải hàng giả mạo đâu, chỉ là hàng lậu thôi. Không sao, chúng tôi sẽ mang ác quy về hãng để tiến hành kiểm chứng thêm lần nữa. Sau đó sẽ nộp lên tòa án. Nếu như ông vẫn muốn cãi, có thể nói với quan tòa. Ông Tạo Thiện Quy, ông can tội sở hữu linh kiện xe hơi xâm phạm bản quyền với mục đích mua bán, vi phạm điều lệ quảng cáo sản phẩm. Bây giờ chính thức bắt giữ ông. Phải rồi, Theo đâu? Tôi kêu cô ta ra đằng sau coi thử. Tôi nghi ngờ ga tra nhân ký ở đường phía sau có nối với chỗ này. Họ chuyển hàng vô chỗ đó trước, sau đó mới thông qua cửa sau chuyển vào đây. Theo, có nghe rõ không? Theo, có nghe rõ không? Wow, mùi gì vậy? Hình như là khí quá lỏng. Tướng quân, cậu kiểm tra van tổng của xe này. Yes sir. Khiêu, tỉnh đi Khiêu, tỉnh đi Khiêu. Chuyện gì vậy? Để coi. Khiêu. Nào, chúng ta dìu ra ngoài. Được. Cậu gọi cấp cứu đi. Dạ, đi đi. Cẩn thận. Con về rồi sao? Con coi nè, con quay phong lắm. Cha, má đã lưu lại rồi. Có gì mà lưu chứ? Má lưu lại, rảnh rỗi thì lấy ra coi lại vui vẻ chút thôi. Sao con buồn vậy? À, con chê đứng bên hông tấm hình này phải không? Không sao đâu, sau này con phá thêm vài vụ án, từ từ sẽ đứng chính giữa ngay. Sau này, con nghĩ còn lâu lắm. Sao con coi thường bản thân vậy? À phải, bài báo nói lúc nãy có người bị thương. Con có bị thương hay không hả? Con không sao, là một viên chức khác.